Không có nước đá hay điều hòa, đây là cách người cổ đại sống sót qua mùa hè. Thời tiết oi bức, nắng nóng kéo dài, nhưng người cổ đại lại có thể dễ dàng vượt qua nhờ sở hữu những bí kíp làm mát có 102. Trong thời tiết nhiệt độ cao kỷ lục, đại đa số mọi người đều muốn thưởng thức đồ uống lạnh và ngồi trong phòng điều hòa để thoát khỏi cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Vậy nếu như không có điều hòa hay máy lạnh, thì người cổ đại thường làm gì để tránh nóng, giải nhiệt cũng như làm mát bản thân trong mùa hè? Dưới đây sẽ là một số bí kíp độc đáo giúp giải nhiệt và làm mát tuyệt vời, giúp người cổ đại sống khỏe trong ngày hè nóng nực. Hầm băng, bảo vật hiếm có trong mùa hè thời cổ đại. Theo ghi chép lịch sử, ngay từ thời nhà Chu năm 1122 trước Công nguyên, năm 249 trước Công nguyên, triều đình Chu đã lập ra một bộ phận đặc biệt chuyên đảm nhiệm việc quản lý khai thác, lưu trữ và cung cấp băng đá với số lượng có thể lên tới 80 người. Bộ phận này thường thu thập các khối băng tự nhiên vào mùa đông khoảng tháng 12 và sau đó vận chuyển chúng về hầm băng để bảo quản. Trên thực tế, chỉ có một số ít người trong xã hội Trung Quốc cổ đại mới có hầm hoặc nhà băng. Một số quân thần cấp cao trong triều đình được nhà Chu ban thưởng cho các khối đá lạnh thì được coi là nhận được ân điển lớn. Hệ thống ban tặng băng đá vào mùa hè trong triều đình được kéo dài cho tới nhà Minh năm 1368, năm 1644 và nhà Thanh năm 1644, năm 1911. Bộ phận này thường dùng một dụng cụ làm mát phổ biến gọi là giám, một thùng chứa lớn được bỏ đá băng vào trong và sau đó nó được xem như một chiếc tủ lạnh cổ đại khi có thể đặt đồ ăn, hoa quả hoặc đồ uống, rượu vào để ướp lạnh và bảo quản. Ban đầu được làm bằng gốm sứ nhưng sau này người ta thay đổi lại làm dụng cụ đựng đá bằng đồng. Đồ uống từ thảo dược để giải khát. Vào thời nhà Thanh, uống nước mát từ thảo dược là một giải pháp giúp giải nhiệt rất phổ biến ở Bắc Kinh trong những ngày hè oi bức. Theo ghi chép lịch sử, vào ngày nắng thiêu đốt, một số người dân lúc bấy giờ thích uống nước đá hoặc ăn súp được nấu từ lá tía tô và cam thảo để giải nhiệt. Bên cạnh đó, những cư dân cổ đại cũng thích nấu súp hạt sen vào mùa hè vì đây được cho là thực phẩm có lợi cho việc bồi bổ cơ thể, đồng thời cũng giúp thanh nhiệt rất tốt. Gối sứ, dụng cụ có thể làm mát tuyệt vời trong đêm hè. Không chỉ biết cách dùng gốm sứ để làm chén dĩa, người Trung Quốc cổ đại còn biết sử dụng chất liệu này để làm gối. Trên thực tế, những chiếc gối sứ với bề mặt nhẵn mịn mát lạnh thường đem lại cảm giác rất dễ chịu cho người sử dụng khi ngủ vào ban đêm trong mùa hè. Người ta cho rằng Hoàng đế Càn Long của nhà Thanh cũng rất thích sử dụng loại gối làm bằng sứ. Sử dụng đồ dùng có chất liệu bằng tre hoặc trúc. Người cổ đại ở miền Nam Trung Quốc thường thích sử dụng các đồ dùng làm bằng tre hoặc trúc. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu để hạ nhiệt trong mùa hè. Những vật dụng được làm bằng tre trúc như ghế, chiếu nằm, gối ôm bằng tre giúp người dùng làm mát cơ thể khi nắng nóng.